chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm bánh tằm khoai mì. Nguyên liệu của bánh tằm khoai mì gồm có 1,5 kg khoai mì, đường, và đây là 10.000 dừa bào, và đây là muối, vani và 50g mè trắng. Trước tiên là mình đi lấy sơ khoai mì. Mình chẻ củ khoai mì ra, mình lấy cái sơ ở trong. Đó, mình lấy cái sơ ở trong này. Để lát nữa mình xay thì cái sơ nó không có dính vào trong khoai mì của mình. Và đây là 1kg 500 khoai mì. Khi mình lột ra, lột vỏ ra thì còn 1kg 100g. Mình xay bằng điện cho nên là mình cần phải lấy cái sơ này ra. Và khoai mì này thì mình mua 12.000 một ký. Chỗ này 1,5 kg là 18.000. Và khoai mì mình làm bánh thì mình phải mua khoai mì to thì nó mới ngon. Đây là cái dây, cái sơ của nó. Bây giờ mình lấy hết sơ rồi, ta bắt đầu đi xay khoai mì. Tiếp theo là mình đi lấy hết cái cục của khoai mì này. Cái cục nào nó rớt ở trong này này. Đó, mình lấy ra hết. Mình xay mà nó bể ra. Và cái sơ khoai mì mình cũng lấy ra. Sơ khoai mì nó xót mình cũng lấy ra. Tiếp theo mình đi vắt nước khoai mì.
Và bây giờ mình vắt được một tô nước khoai mì thì mình cất đi để lát nữa mình lấy phần bột ở dưới. Và mình sẽ cân cái khoai mì này lên được 750g. Mình chưa cái thau rồi được 750g. Và khoai mì mình cân được 750g. Mình cho đường vô bằng 1/5 của khoai mì. Nếu 1/10 là 75g mà 1/5 thì 150g đường. Đây là 150g đường. Và đây là vani. Mình cho vô 2 đầu đũa vani. Và đây là 2 đầu đũa muối. Và mình sẽ bóp cho khoai mì, cho đường nó tan vào trong khoai mì. Và bây giờ mình sẽ đi gạn cái tô nước, hồi nãy mình chắt nước đây, nước của khoai mì. Và cái phần bột này thì mình đổ vào trong này. Đó, đây là cái phần bột mình đổ vào trong này. Và bây giờ nếu mình muốn dẻo thì mình đổ vô một ít bột năng. Còn không muốn dẻo thì thôi, đó mình đổ vô một ít bột năng để cho nó dẻo. Còn ta không thích ăn dẻo thì không cần cho bột năng cũng được. Và mình trộn cho đều. Và bây giờ mình chia thành 3 tô bột. Tô bột này màu trắng, tô bột này màu lá cẩm. Và tô bột này màu lá dứa. Bây giờ thì ta dùng dầu ăn ta thoa ra cái khuôn. Mình hấp màu trắng trước. Đây ta hấp màu trắng trước. Và mình ấn cho nó mịn ra. Và bây giờ mình đã ấn mịn rồi và mình cắt cái bao ni lông như vậy, ta bắt đầu đi hấp. Bây giờ nước của mình sôi rồi, ta bắt đầu bỏ vào ta hấp. Trong khi hấp thì mình chuẩn bị màu lá cẩm và màu lá dứa. Đây là màu lá cẩm. Và đây là màu lá dứa. Và bây giờ bánh tằm của mình chín rồi, ta vớt ra. Ta cũng dùng cái tăm á, ta thử, ta xiên vô, ta rút ra mà không có dính tăm nữa là bánh đã chín. Và bánh tằm này thì nó lâu chín hơn là bánh dân lận. Mình hấp 15 phút. Và bây giờ mình sẽ hấp cái mẻ màu lá cẩm. Và cái màu lá cẩm cũng được 15 phút rồi. Ta bắt đầu vớt ra. Tiếp theo mình bỏ màu lá dứa mình hấp. Và bây giờ bánh tằm lá dứa mình chín rồi, ta vớt ra luôn. Và ta tắt bếp. Tiếp theo mình đi rang mè. Bây giờ mình để lửa thật nóng rồi rang mè. Và bây giờ mình đã hấp 3 màu chín hoàn toàn và đã nguội rồi. Ta bắt đầu sắt. Sắt cái bánh khoai mì này ra. Và con dao mình đã bọc màng bọc thực phẩm. Trước tiên là mình sắt màu trắng trước.
Tiếp theo mình đi gỡ nó ra, nó đang dính. Mình sẽ gỡ nó ra. Và mình gỡ ra đâu thì mình trộn dừa tới đó. Đó, mình trộn dừa cho nó khỏi dính. Và dừa này mình có thể hấp lên cũng được, mà mình không hấp lên cũng được. Đó. Bây giờ mình đã làm xong dĩa bánh khoai mì. Và bây giờ ta bắt đầu giã mè. Ta giã sơ sơ để cho nó thơm. Và bây giờ mình đã làm xong dĩa bánh khoai mì. Mọi người nhìn xem có phải hấp dẫn không? Rất là hấp dẫn. Đây bánh khoai mì của mình đây. Mình làm hết 1,5 kg khoai mì. Và bây giờ thành phẩm của mình là còn 1 kg. Bây giờ mình làm hết 1 kg và mình mua hết 10.000 dừa thì mình làm hết có một nửa thôi. Và cái dừa này thì mình thích thì mình hấp lên, mà không thích thì mình không hấp cũng được. Mình thì mình không thích hấp cho nên là mình để mình ăn luôn, mình không hấp. Và mình mua dừa về thì mình bỏ trong ngăn mát tủ lạnh, mình đừng để ở ngoài thì nó sẽ nhanh hư. Và nếu mọi người mà bán thì mình hấp dừa thì để lâu được hơn. Ví dụ như mấy người làm bán thì ta nên hấp dừa, vì hấp dừa để trong khi mình để lâu thì nó sẽ bị không bị hư. Vậy là ta đã hoàn thành bánh tằm khoai mì. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Và phần nguyên liệu thì mình để ở dưới phần nhận xét và phần ghi chú. Nếu ai không nghe rõ thì mình mở phần nhận xét và phần ghi chú thì mình để phần nguyên liệu ở dưới đó. Và nếu ai không có cái cối xay mì ấy, thì mình xay bằng cái này. Hay là mình bào lát ra mình bỏ cối tố mình xay rồi mình vắt nước cũng được. Đó, mình mua cái này. Hay là mình đục cái miếng nhôm. Cái miếng nhôm mình lấy đinh mình đục xong rồi mình xay. Nếu to quá thì mình xay lại cối sinh tố. Còn nếu mình có cối thì mình xay bằng cối sẽ tiện hơn. Và mình mì này thì mình phải ngâm từ 5 đến 7 tiếng, 5, 6, 7 tiếng thì nó sẽ không bị đắng và nó ra hết chất độc. Mình mua mì đỏ thì sẽ ngon hơn mì trắng. Và cái mè này mình rang, nếu mình thích ăn đường thì mình cho thêm một tí đường nữa. Còn mình không thích ăn đường thì mình có thể rang xong mình giã ăn thôi. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức. Và bánh này thì ăn rất ngon, rất thích hợp cho tuổi teen. Hồi xưa mình đi học mình thích ăn cái bánh này lắm. Và mọi người nhớ rằng là thí dụ như là 1 kg khoai mì, khi cân lên thành bột 1 kg khoai mì thì mình xài 200g đường. Tức là mình xài 1/5 tỷ lệ 1/5. Cái này công thức này là mình làm ngẫu nhiên nhưng mà sao nó rất là vừa. Mình thí dụ như mình cân 1,5 kg khoai mì thì mình làm 300g đường. Mà mình cân 1 kg khoai mì đã thành phẩm rồi, coi như là thành bột rồi á. Mình cân lúc mình bỏ đường 1 kg thì mình cho 200g đường. Hôm nay á, là 750g khoai mì thì mình cân 150g đường. Đó là khoai mì bắt đầu bỏ đường chứ không phải là tiếng khoai mì là còn sống hay là chưa bào.